ơi chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi chúng mang thêm áo mới, mà gặp lại chúng vẫn như xưa. Kính chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi chúng quên trang giấy trắng. Giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Trong trí nhớ đường thênh thang bạn thân kéo nhau về bốn phương trời gọi nhau vang tiếng cười bao âu lo giờ đây cũng xin ngừng. Có một người giờ đây đã quá lớn, một người kia giờ đây cũng âm thầm. Có một người về đâu nơi cuối trời, nghe đâu đây còn vang tên nhau. Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Khi chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng. Giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Quá đắng ngày hôm nay chợt nghe cũng thật thà. Có nụ cười mọi hôm nghe não nề, ôi hôm nay chợt nghe cũng nồng nàn. Có con đường nào không có đích đến, làm sao quên được nơi đã bắt đầu. Hãy quay về tìm nhau vang tiếng cười cho lo ngày mai quá mau. Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Khi chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng. Giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Xưa rồi, giờ đây khác ngày nào xưa rồi. Trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng. Giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi chúng mặc thêm áo mới, mà gặp lại chúng vẫn như xưa. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi chúng quên trang giấy trắng. Giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi chúng mặc thêm áo mới. Cô chỉ nhớ là cô chủ nhiệm năm lớp 7. Vâng. Chị bà Dung ngày xưa đó, mọi người nhớ nhất là ít nói. Vâng. Nhìn các cô lên trên đây là không có mở nhá. Đấy em. Các chị em đi ra đâu lớp 7 gì? 7A. À 7A tên là gì? Hồng. À tên là Hồng. Cô dạy 7A mà không có gì. Bị bái là lên gì? Mọc tôi tuổi tôi không ra trẻ. Giờ nó bảo như rừng ấy. Là bao nhiêu năm em không? Ừ. Thank you.
niềm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn, để rồi mãi chia xa lòng chờ dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào, thời gian sau đi mau xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi, bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho sáng trở lại bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Chào đón quý thầy cô và toàn thể các bạn học sinh niên khóa 1992-1996 đã về dự buổi lễ kỷ niệm 26 năm ngày ra trường ngày hôm nay. Lời đầu tiên xin được gửi tới các vị khách quý, quý thầy cô và các bạn lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất, chúc buổi gặp mặt thành công rực rỡ. Chương trình văn nghệ chào mừng của các bạn cựu học sinh xin phép được bắt đầu. Thầy cô vẫn thế, ngày ngày đưa từng chuyến đò qua sông, không quản nắng mưa sương gió, mà đâu hay mái tóc đã ngả màu phôi pha vì bụi phấn. Đâu hay tháng năm hằn sâu trên khuôn mặt, khóe mắt cô thầy. Mở đầu chương trình là liên khúc Nhớ ơn thầy cô, con đường đến trường do tốp ca nam nữ trình bày. Xin mời quý thầy cô và các bạn cùng thưởng thức.
Rồi năm tháng sông dài gió mưa.
rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Đôi thời vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa. Sau thời từng ngày qua đêm trôi mãi, chưa chết phố. Thank you.
nghe chào mừng đến đây kết thúc. Một lần nữa xin kính chúc các quý vị nhiều thiết thí, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc lễ gặp mặt thành công rực rỡ. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các bạn. Thời gian trôi đi không bao giờ trở lại, mang theo tuổi học trò với bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Thấm thoát đã 26 năm, từ năm 1992 đến nay. Hôm nay, ngày khóa chúng ta có mới có dịp gặp mặt đông đủ cùng các thầy cô giáo kính yêu và các bạn học sinh trở lại ngôi trường cấp 2 thân yêu này. Lời đầu tiên, thay mặt cho toàn thể các thành viên học sinh khóa 1992-1996, em xin gửi tới các thầy giáo, cô giáo sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc nhất trong niềm vui hội ngộ này. Chúng em xin kính chúc các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, viên mãn. Xin gửi tới tất cả các bạn học cùng khóa năm xưa lời chào thân thương nhất. Chúc các bạn và gia đình của mình vạn sự như ý, thành đạt và hạnh phúc. Chúc cho buổi gặp mặt của chúng ta hôm nay thật nhiều niềm vui, bổ ích, ý nghĩa và chúc tình bạn của chúng ta ngày càng thắm thiết, bền chặt. Kính thưa các thầy cô, thưa các bạn, kể từ ngày lớp chúng ta chia tay các thầy cô, bạn bè, rời mái trường thân yêu, nay đã trải qua 26 năm và cũng ngần ấy thời gian, mỗi chúng ta bị cuốn theo dòng xoáy cuộc đời với bao suy nghĩ, lo toan cho cuộc sống, với bao niềm vui, nỗi buồn, nhiều thứ đáng nhớ và đáng quên. Nhưng có một điều chắc chắn rằng mỗi người chúng ta không thể quên được những ngày còn học chung dưới mái trường thân yêu này. Mỗi năm đến hè, khi cánh phượng hồng như đang rực cháy, những hình ảnh kỷ niệm áo trắng ngày xưa bất chợt lại trào dâng lên trong lòng ta một nỗi niềm bồi hồi xúc động. Và cũng trong cảm xúc đó, chúng ta mong muốn được trở lại mái trường thân yêu để một lần được gặp lại các thầy, cô, thân yêu và các bạn. Hôm nay, khóa chúng ta tổ chức buổi họp mặt chính thức đúng 26 năm xa cách, một cách trang trọng hơn, đầy đủ hơn, cũng để thỏa lòng những tâm tư, tình cảm đó. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin phép được thông qua chương trình buổi lễ làm việc kỷ niệm 26 năm ngày ra trường và hội ngộ gặp mặt cựu học sinh niên khóa 1992-1996 và tri ân các thầy cô như sau. 1. Văn nghệ chào mừng. 2. Ổn định tổ chức thông qua chương trình làm việc. 3. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. 4. Diễn văn khai mạc. 5. Phát biểu chúc mừng của lãnh đạo nhà trường. 6. Báo cáo tình hình hoạt động của ban liên lạc lâm thời. 7. Phát biểu cảm tưởng của các thầy cô. 8. Đại diện cựu học sinh phát biểu cảm tưởng và trao quà lưu niệm cho quý thầy cô. Và 9. Là giao lưu chụp hình và dùng bữa cơm trưa thân mật. Kính thưa quý vị, đời người ngắn ngủi, quá khứ rồi cũng trở thành kỷ niệm. Nếu như có thể, mỗi dịp năm mới đừng quên họp lớp, gặp mặt bạn học, ôn lại tình bạn xưa, bạn học cũ. Có lẽ đang bận rộn với gia đình sự nghiệp hay bạn đang cảm thấy mệt mỏi trước áp lực dòng đời. Rất có thể hoàn cảnh xã hội của chúng ta không như nhau và tính cách chúng ta cũng có đôi chỗ khác biệt. Nhưng cho dù thế nào thì tình bạn học mãi không bao giờ mờ và cũng không bao giờ thay đổi. Trong dân gian có câu, dù nào bạn cũng đều hay gặp bạn đồng học là may một đời. Thưa quý vị đại biểu, thưa quý thầy cô và toàn thể các bạn, về dự và chia niềm vui lớn với tập thể cựu học sinh niên khóa 1992-1996 ngày hôm nay, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của quý thầy cô. Xin được trân trọng giới thiệu và chào mừng cô giáo Lương Thị Thu Hòa, hiệu trưởng nhà trường. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Xin trân trọng giới thiệu cô giáo Lê Thị Dung, phó hiệu trưởng nhà trường. Đến dự và chia niềm vui lớn với cựu học sinh khóa 1992-1996 hôm nay, chúng ta không thể không nhớ đến thầy cô đã dạy dỗ và dìu dắt chúng ta trong những bước đi đầu tiên trong cuộc đời. Xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Xuân Đáp, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng cô giáo
Phạm Thị Liên, giáo viên dạy văn, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng cô giáo Vân Thị Lập, giáo viên dạy toán, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu thầy Vũ Tài Kỳ, giáo viên dạy bộ môn kỹ thuật. Thầy Như Văn Hiếu, giáo viên dạy bộ môn toán. Thầy Hà Đức Cường, giáo viên dạy bộ môn giáo dục công dân văn. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng cô giáo Hoàng Thị Hiền, giáo viên dạy bộ môn địa lý. Cô giáo Nguyễn Thị Minh Hiền, giáo viên dạy bộ môn toán. Cô giáo Nguyễn Thúy Hòa, giáo viên dạy bộ môn văn. Cô giáo Trần Thị Hoàn, giáo viên dạy bộ môn giáo dục thể chất. Cô giáo Trần Thị Dư, giáo viên dạy bộ môn sinh học. Đề nghị các bạn một tràng pháo tay thật lớn. Xin trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Bé, giáo viên dạy bộ môn văn giáo dục công dân. Cô Nguyễn Thị Hoàn, giáo viên dạy bộ môn văn sử. Cô Vũ Tố Anh, giáo viên bộ môn hóa. Cô Trinh, giáo viên dạy bộ môn toán. Cô Hà Thị Thuyên, giáo viên dạy bộ môn văn. Cô Lê Thị Hải, giáo viên dạy bộ môn văn sử. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và đặc biệt chúng tôi xin được giới thiệu, đó là sự hiện diện của các bạn trong ban liên lạc lớp 10 cùng toàn thể cựu học sinh khóa 199296 là những người đã thắp lửa và giữ lửa để chúng ta có được buổi gặp mặt ý nghĩa ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu về phía ban liên lạc lâm thời hội cựu học sinh khóa 199296. Ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bạn Nguyễn Hồ Lân, trưởng ban liên lạc. Xin được trân trọng giới thiệu bạn Trần Văn Tùng, phó ban liên lạc lâm thời. Bạn Dương Văn Hưng, phó ban liên lạc lâm thời. Bạn Lê Văn Sang, Thái Văn Hiệp, Lê Thị Tố Uyên là phó ban liên lạc lâm thời. Và bạn Phạm Hải Vân là thủ quỹ của ban liên lạc. Đề nghị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn. Cảm ơn các bạn. Một lần nữa xin được chào mừng và cảm ơn các vị khách quý, các thầy cô giáo đại diện cho nhà trường đã dành thời gian và tình cảm về dự buổi lễ kỷ niệm 26 năm ngày ra trường và hội ngộ gặp mặt lần thứ nhất của các cựu sinh viên khóa 1992-1996. Xin kính chúc các quý vị, các thầy cô giáo cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc buổi lễ của chúng ta thêm long trọng và nồng ấm tình người. Kính thưa quý thầy cô và các bạn thân mến, người xưa có câu: tu trăm năm mới ngồi cùng thuyền, tu nghìn năm mới ngủ chung gối, tu năm đời mới học cùng trường. Các bạn học của tôi, giữa biển người mênh mông, chúng ta không sớm không muộn gặp nhau 4 năm cùng khổ học, cuối cùng suốt quãng đời không quên chúng ta, đó là tình bạn trong sân trường lưu lại dấu ấn tuổi thanh xuân ngày hôm nay. Thời gian trôi qua, sân trường xưa đã trở thành dĩ vãng, nhưng mỗi lần nhớ lại thời đi học, ta lại xao xuyến, bồi hồi xúc động. Đông Tây Nam Bắc, chân trời góc biển, bạn học thân mến, bạn có khỏe không? Tình bạn học là thuần khiết nhất, mộc mạc nhất, cao quý nhất, xúc động nhất, lãng mạn nhất, kiên cố nhất, vĩnh hằng nhất. Cùng học chung lớp, vui thì cười, giận thì mắng, dỗi hờn thì quay mặt lặng thinh, tính tình ngay thẳng. Hôm nay ngồi nhớ lại chuyện xưa, có lẽ bạn và tôi đều cười mãn nguyện. Không có lợi ích vật chất, không có lợi dụng lẫn nhau, đó là viên ngọc quý mà cuộc sống ban tặng mỗi người, đó là tình bạn học. Và cuối cùng, họp lớp sẽ trở thành bữa tiệc cuộc sống để chúng ta sẽ hoặc chợt nhận ra rằng dẫu cuộc đời trôi qua như mây khói, nhưng chỉ có tình học là mãi mãi không quên. Kính thưa các vị khách quý, các bạn đồng học, kể từ khi chúng ta chia tay thầy cô, bạn bè, rời mái trường thân yêu, đến nay thấm thoát đã 26 năm rồi. Và có ngần ấy thời gian, mỗi chúng ta bị cuốn theo dòng xoáy cuộc đời với bao suy nghĩ, lo toan cho cuộc sống, với bao niềm vui, nỗi buồn, đáng nhớ và quên. Nhưng có một điều chắc chắn rằng mỗi người trong chúng ta không thể quên được những ngày còn học chung dưới mái trường thân yêu này. Những hình ảnh, kỷ niệm ngày xưa bất chợt dâng lên trong lòng mỗi chúng ta, nỗi niềm xúc động, bồi hồi. Và cũng trong những cảm xúc đó, chúng ta mong muốn được trở lại mái trường xưa thân yêu để một lần nữa được gặp lại các thầy cô thân yêu và các bạn. Hôm nay, chúng ta tổ chức buổi họp mặt chính thức lần đầu tiên này. Cũng
cũng là để thỏa lòng những tâm tư tình cảm đó. Và đây cũng là nguyên do chính thức của buổi họp mặt ngày hôm nay. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bạn Hoàng Ngọc Mùi, đại diện cho ban lâm thời, sẽ lên trình bày diễn văn khai mạc buổi lễ. Xin trân trọng kính mời. Thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn đồng khóa 9296, phượng đã lở đỏ rực, vẽ đá ngân dân gian tạo thành dàn đồng ca vào hạ. Các cô cậu học trò đã háo hức chia tay trường lớp, thầy cô, bạn bè bước vào chào đón mùa hè. Đúng là tháng năm, tháng của chia đi. Song trong lòng mỗi chúng ta lại bồi hồi sao xuyến, lại rạo rực bâng khuâng khi được hội ngộ để cùng bày tỏ những tâm tư tình cảm, những cảm xúc đã cất giấu trong suốt 26 năm qua với bạn thầy cô, với bạn bè yêu quý. Đến với lễ kỷ niệm 26 năm ngày ra trường của hội đồng khóa 9296 hôm nay, lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc cho buổi gặp mặt của chúng ta hôm nay thật vui, đầm ấm, thật ấn tượng và ý nghĩa. Kính thưa quý thầy cô và các bạn đồng khóa, 26 năm thời gian chưa hẳn là dài, song cũng đủ để cho mỗi chúng ta trưởng thành. Nhớ ngày nào chúng ta còn bỡ ngỡ rời mái trường tiểu học, bước chân vào mái trường cấp 2. Ở cái tuổi trẻ đã qua, lớn chưa tới, chúng ta lại được các thầy cô tận tình dạy bảo, rồi 4 năm nữa lại trôi qua. Từ mái trường cấp 2, chúng ta mỗi người một chí hướng. Có bạn học tiếp trung học phổ thông, có bạn đi học nghề, có bạn không có điều kiện phải nghỉ học giữa chừng. Dù là con đường đi khác nhau, nhưng điều quan trọng là chúng ta có ý nghĩ giống nhau, cùng chung điểm đến, cùng trở về đây gặp mặt để ôn lại kỷ niệm xưa, bày tỏ lỗi liềm khao khát trường xưa lớp cũ. Các bạn đồng khóa tuyên khai mạc buổi lễ kỷ niệm 26 năm ngày ra trường của hội đồng khóa 1992-1996 bắt đầu. Xin chân thành cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn bài diễn văn đầy ý nghĩa của bạn Hoàng Ngọc Mùi. Qua bài diễn văn đã giúp chúng ta nhìn lại từng dấu son, điểm nhấn và dấu ấn trong quãng thời gian được ngồi học dưới ngôi trường cấp 2 Phi Mô, và đặc biệt là sự dìu dắt thương yêu của các thầy cô trong nhà trường. Qua đó nắm được nội dung, tôn chỉ, mục đích và ý nghĩa cao cả của buổi lễ kỷ niệm và ngày gặp mặt hội ngộ các cựu học sinh sau 26 năm ra trường mà chúng ta đã long trọng tổ chức hôm nay. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các bạn học sinh thân mến, để có buổi được gặp mặt đầy ý nghĩa và trang trọng ngày hôm nay là sự quan tâm tạo điều kiện của ban giám hiệu nhà trường. Tiếp theo chương trình, tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời cô giáo Lương Thị Thu Hòa, hiệu trưởng trường trung học cơ sở thị trấn Vôi 2 lên có đôi lời phát biểu với buổi lễ. Xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa thầy giáo Nguyễn Xuân Tác, nguyên hiệu trưởng nhà trường giai đoạn 1993-2003. Kính thưa cô Phạm Thị Liên, nguyên hiệu trưởng nhà trường giai đoạn 2004-2014. Kính thưa cô Thân Thị Lộc, phó hiệu trưởng nhà trường giai đoạn 1996-2011. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo đã và đang công tác tại nhà trường. Thưa tất cả các bạn học sinh, cựu học sinh khóa 9296. Lời đầu tiên thì cho phép tôi được thay mặt ban giám hiệu nhà trường, thay mặt toàn thể hội đồng nhà trường, xin gửi lời chào trân trọng nhất tới các thế hệ thầy cô giáo hôm nay đã hội tụ về đây cùng dự cái buổi hội ngộ của các bạn cựu học sinh khóa 9296. Xin kính chúc các thầy, các cô luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và đầy niềm vui ạ. Cũng xin thay mặt lãnh đạo nhà trường xin được nhiệt liệt chào mừng cái buổi hội ngộ của các bạn cựu học sinh khóa 9296 và xin chúc các bạn luôn luôn có một sức khỏe thật tốt, cuộc sống luôn thành công và hạnh phúc. Có một cái buổi gặp mặt ngày hôm nay thật là vui, thật là ý nghĩa. Xin trân trọng. Kính thưa các thế hệ thầy cô giáo, thưa các bạn cựu học sinh,
Hôm nay được ban tổ chức mời lên đây giới thiệu với cái tư cách là hiệu trưởng nhà trường đương nhiệm. Thì tôi xin được bày tỏ một số cái suy nghĩ cũng như là cái tâm tư của mình. Một là rất là vui mừng khi mà được đón các thầy, các cô và các bạn cựu học sinh trở lại nhà trường. Thứ hai là cũng xin được thông tin tới các thầy cô giáo và các bạn cựu học sinh một số những cái nét chính về nhà trường để các thầy cô và các bạn học sinh nắm được. Đó là nhà trường thì hiện tại thì có tên là trường Trung học cơ sở Vui 2, và tiền thân thời các thầy cô công tác và các bạn cựu học sinh học thì là trường Trung học cơ sở Kinh Môn. Cho đến hiện tại thì nhà trường quy mô là số cán bộ giáo viên thì không được đông như trước. Trước khi năm 2014 tôi về nhận công tác tại trường thì nhà trường có 48 cán bộ giáo viên, nhân viên. Thì đến hiện tại bây giờ chỉ còn có 32 cán bộ giáo viên, nhân viên thôi. Còn quy mô số học sinh và số lớp thì vẫn giữ nguyên tầm khoảng 500. Như hiện tại là 539 học sinh và chia làm 14 lớp. Cái thứ hai đó là cái thành tích, những cái thành tích nhà trường thì trong những năm gần đây thì cái kết quả nhà trường tương đối là tốt. Cái thành tích cao nhất của nhà trường đó là được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều năm là đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Thế cuối cùng thì cũng thay mặt cho ban lãnh đạo nhà trường và hội đồng nhà trường, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các thầy giáo, cô giáo trong các ban nguyên là lãnh đạo nhà trường, các thầy giáo, cô giáo nguyên là đã công tác tại trường hay đã nghỉ hưu hoặc đã chuyển công tác. Các thầy các cô đã rất là tâm huyết xây dựng cho nhà trường một cái nền tảng rất là vững chắc để thế hệ sau chúng tôi trở về phát triển nhà trường. Có một cái nền tảng rồi chúng tôi tiếp tục phát triển nhà trường được như ngày hôm nay. Xin được cảm ơn các bạn cựu học sinh khóa 9296, các bạn đã hướng về đây và cùng với nhà trường xây dựng nhà trường, góp phần làm cho nhà trường xanh đẹp hơn. Cuối cùng xin được trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe các thầy các cô. Chúc các thầy các cô là luôn luôn mạnh khỏe và có nhiều những tình cảm, những cái tâm huyết dành cho nhà trường. Xin cảm ơn tất cả các bạn học sinh. Hơi xúc động chút. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Thế và cũng trong buổi ngày hôm nay thì xin phép các thầy các cô cũng như là các bạn cựu sinh cho tôi được dành cái tình cảm đại diện nhà trường, dành cái tình cảm với các thầy các cô đã công tác ở tại nhà trường. Xin thay mặt nhà trường gửi tới các thầy các cô một bó hoa. Tôi xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Xuân Tác và cô Phạm Thị Liên ạ. Và mời tôi và cô Lê Thị Dung đại diện nhà trường lên tặng hoa các thầy các cô thay cho lời tri ân của nhà trường dành cho các thế hệ thầy cô. Vâng, xin mời các thầy cô lên sân khấu ạ. Đề nghị chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn ạ. Chúc mừng các thầy cô ạ. Dạ vâng ạ, xin được báo cáo với quý thầy cô và tất cả các bạn. Đây là một phần quà mà khóa 9296 chúng ta hướng về nhà trường. Bên cạnh đó chúng ta có thể nhìn thấy khi bước vào cổng trường, đó là hàng cây và chậu cây của khóa 9296 chúng ta đã được chuyển về và đã được trồng cây xanh vào rất là tốt đẹp rồi ạ. Chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay nữa thật là lớn ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện và đồng hành của cô và ban giám hiệu nhà trường đối với cựu học sinh khóa 1992-1996. Xin được kính chúc cô cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp chồng người. Xin trân trọng cảm ơn cô. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo và toàn thể các bạn, trong không khí trang trọng nồng ấm ngày hôm nay, để nói lên những quan tâm, những chuyên môn sâu cũng như tình cảm của các thầy cô của nhà trường đối với cựu học sinh khóa 9296 của chúng ta. Sau đây em xin được trân trọng giới thiệu và kính mời thầy giáo Nguyễn Xuân Tác, nguyên hiệu trưởng nhà trường, có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời thầy. Kính thưa các cô giáo trong ban giám hiệu trường Trung học cơ sở thị trấn Vui số 2. Xưa là trường trung học cơ sở thì một. Kính thưa các thầy cô giáo công tác tại trường trung học cơ sở Kim Mô giai đoạn 1992-1996, cùng toàn thể các em học sinh khóa 1992-1996,
của trường trung học cơ sở Quy Mô. Hôm nay tôi vô cùng xúc động và trân trọng cảm ơn cái tình cảm sâu nặng của các em học sinh khóa 92-96, đặc biệt về đây được gặp gỡ các thầy các cô công tác tại trường trung học cơ sở Quy Mô giai đoạn 92-96 mới thấy được cái tình cảm sâu nặng nghĩa tình thầy trò của các cô giáo thầy giáo. Có những cô giáo cách đây 6-70 cây số với điều kiện sức khỏe rất là hạn hẹp, có những cô giáo rất bận rộn trong công việc gia đình cũng như mưu sinh, xong nhận được cái tình cảm của các em học sinh, các thầy cô giáo đã không quản đường xa, không ngại sức khỏe về đây hội tụ cùng với các em chia vui và gặp gỡ đồng nghiệp của mình cách đây mấy chục năm, đặc biệt được nhìn thấy những gương mặt trưởng thành mạnh khỏe hồ hởi phấn khởi của các em học sinh trường trung học cơ sở Quy Mô khóa 92-96. Trước hết cho phép tôi được xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện cho thầy trò chúng tôi được gặp nhau tại đây của ban giám hiệu trường trung học cơ sở Vô Số 2. Trân trọng cảm ơn cái tình cảm sâu nặng nghĩa tình thầy trò của tất cả các thầy các cô đã công tác tại trường. Đặc biệt xin được ghi nhận cái tình cảm của các em đã tri ân tới các thầy các cô, mà nếu tính đầu vào là 35, tính đầu ra là 26 năm mà các em vẫn ghi nhớ tri ân các thầy các cô, không quên những hình ảnh các thầy các cô từng giờ từng ngày cùng các em để trao đổi tri thức giúp các em trưởng thành như ngày hôm nay. Xin được kính chúc các thầy các cô cùng toàn thể các em mạnh khỏe, trưởng thành và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các thầy các cô cùng toàn thể các em học sinh yêu quý khóa 1992-1996, các em là những người đầu tiên trong quá trình thăng trầm của lịch sử của trường cấp 2 Quy Mô, và các em là người đầu tiên mà trường cấp 2 Quy Mô được tái lập 1992 cho đến bây giờ, đến 2020 thì đổi là trường trung học cơ sở thị trấn Vô Số 2. Xin cũng được chia sẻ với các thầy các cô để chúng ta ôn lại một chút và các em nắm được. Để sau một thời gian dài trường cấp 1, cấp 2 được trung trường, trung lớp gọi là trường tiểu học, đến năm 1992 thì trường tiểu học Quy Mô được tách ra. Lúc đó báo cáo các thầy các cô và các em là tôi chỉ là hiệu phó thôi. Lúc đó có 14 thầy cô. Lúc tách ra ấy, mà trường chúng ta được cơ sở vật chất, thì bây giờ tôi nói với cô Hòa là chúng tôi nhìn thấy cơ sở vật chất bây giờ thì lại thấy chạnh lòng. Cái lúc mà trường được tách ra ấy, là tôi được bàn giao 12 chiếc ghế tựa, 3 cái bàn dài, 1 cái giường 1 và 1 cái tủ đứng. Nào là cũng liên tục. Quy định chỉ có 1 tuần buổi thôi, nhưng mà em cũng liên tục. Lý do tại sao? Lúc đó bắt đầu xây dựng cái nhà 2 tầng. Bao nhiêu cái phòng học? Lớp 4 ấy. Nhà phải phá ấy. Phá đi thì chúng ta phải lao động thôi. Mà trên các em rất vất vả. Tôi đã từng chứng kiến gặp gỡ những học sinh đến, lý do tại sao mà thầy bắt các cháu lao động nhiều thế. Đấy, đó là lý do thứ nhất là sự nghiệp chia sẻ với các thầy và cô. Về cái khóa của ta là rất vinh dự, là khóa đầu tiên tái lập trường trung học phổ thông. Và khóa của các em hôm nay còn tụ ở đây là khóa thứ ba đã tổ chức. Tôi rất tiếc là khóa thứ hai các em tổ chức ở đây, nhưng tình đó do sức khỏe có lại em không đi được nhập để dự nhập được khóa một, tức là tổ chức lần một. Khóa hiện nay là cái anh Dũng đang là hiện phó trường trung học cơ sở
1 ấy. Và anh mừng em là có thầy cô giáo nhân dân. Lớp 9 thì bên trên này. Thầy cô em được. Khóa thứ 2 là khóa anh Lương. Hiện nay cũng đang công tác đây của cô Hoài nhỉ? Vâng. Nhưng nếu nói về khóa học sinh của trường cấp 2 thầy cô thì tôi mới là khóa đầu tiên. Báo cáo với các thầy cô là trường cấp 2 thầy cô được thành lập ngày 25 tháng 8 năm 1965. Lúc đó chúng ta hai lớp năm, lớp sáu thầy cũng là lớp sáu thầy cũng là và thầy đầu tiên là thầy Hoàng Đăng người đi hiện nay thầy đã về cái tiếp tục rồi. Còn năm thầy cô thì vẫn quanh quanh ở cái đất Bắc Giang này, vẫn đang còn rất khỏe báo cáo thầy Nguyễn Xuân Thủy cũng là công tác đây hơn tôi có 2 tuổi qua người cũng là lấy vợ giới thiệu với các thầy cô giáo nghe như vậy. Và chúng tôi cũng thành lập cái hội học sinh khóa đầu tiên của trường cao đẳng có 53 bạn hiện nay chết mất hơn chục, thế còn có hơn 30 thì chúng tôi vẫn duy trì. Nhưng chúng tôi tổ chức họp mặt vào đúng ngày 25 tháng 8 hàng năm, tức là ngày bắt đầu thành lập trường cấp 2 của cô. Thế xin báo cáo với các thầy các cô và các em khóa 92, 96 như vậy. Và chúng tôi rất mong rằng bắt đầu từ khóa 1 cho đến tới đây còn có nhiều khóa tiếp theo chúng ta làm được những việc có ý nghĩa như thế này. Thế còn hôm nay qua tâm sự với một số bạn thì chúng tôi thấy rằng là cái tâm huyết của các bạn rất là cao, rất là trách nhiệm, mặc dù mỗi người ở một phương với một điều kiện sinh hoạt công tác khác nhau, nhưng chúng ta đã đến với nhau để ghi nhớ cái tuổi học trò và đồng thời chúng ta xây dựng cái khối tình bạn, tình đoàn kết mãi mãi về sau. Đến khi nào chúng ta không đi được thì chúng ta mới tạm dừng. Tôi cho đây là một làm hết sức ý nghĩa và hết quan trọng, rất quan trọng. Và cũng mong rằng chúng ta đến với nhau không mang màu sắc chính trị, không phân biệt kinh tế, không phân biệt sang giàu, mà chúng ta đến với nhau với nghĩa, xin lỗi, câu không lịch sự như nào, tức là bạn bè tao với mày khoảng ngày xưa. Và bây giờ tôi với anh, hoặc tôi với ba, tớ với cậu, có như thế thì nó cũng được bền vững, được dài lâu. Và chúng ta cũng hết sức vô tư và trong sáng để chúng ta đoàn kết với nhau được lâu dài, làm cho những thế hệ sau tiếp tục của chúng ta, học tập của chúng ta những điều gì. Ví dụ như hôm nay tôi đến đây có tâm sự với các thầy các cô là thật giai đoạn công nghệ phát triển cao, cho nên các em nắm bắt và sử dụng nó rất kịp thời. Thời chúng tôi không làm được như này đâu, báo cáo thật các thầy cô và các em nhé, thời chúng tôi không làm được. Thế nhưng các em bây giờ với trí tuệ, với nền khoa học phát triển, chúng ta làm và mong rằng mỗi ngày chúng ta làm tốt hơn. Thì hôm nay về đây chung vui với các thầy các cô và các em, không biết nói gì hơn, cũng xin được chia sẻ đôi điều về tình cảm, với tình cảm cá nhân cũng như tình cảm của các thầy các cô đã cống hiến cho các em trong giai đoạn 92-96. Được chúc các em luôn luôn mạnh khỏe, trưởng thành, hạnh phúc và đoàn kết. Chúc các thầy các cô luôn luôn mạnh khỏe, giữ gìn sức khỏe, vui sống tuổi già và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu đầy tâm huyết về giáo dục và dành nhiều tình cảm của thầy Nguyễn Xuân Tác. Trước sự quan tâm, tin tưởng của thầy, chúng em xin tiếp thu và ghi nhận những ý kiến quý báu của thầy và xin cam kết sẽ liên tục cố gắng hơn nữa, ngày càng thắt chặt mối liên hệ giữa thầy cô và các bạn liên khóa 1992-1996. Đề nghị chúng ta thêm một tràng pháo tay thật to nữa. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa các bạn,
học sinh khóa 92-96 để thắt chặt thêm tình cảm hội khóa và cụ thể thêm hoạt động của Ban Liên lạc lâm thời. Trong những ngày qua đã định hướng cho hoạt động của Ban Liên lạc, Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu bạn Trần Văn Tùng, đại diện cho Ban Liên lạc lâm thời, sẽ lên báo cáo tình hình hoạt động của Ban Liên lạc đến ngày hôm nay và định hướng nhiệm kỳ sau. Xin trân trọng kính mời bạn. Kính thưa thầy cô, thì lời đầu tiên cho phép em được xin gửi tới quý thầy cô và các bạn lời tri ân, lời chúc sức khỏe và hạnh phúc thường ngày. Kính thưa các thầy cô, em cũng giới thiệu một chút, em là Trần Văn Tùng, là sinh trước là lớp 9A, nhà thì ở Quảng Mô, và hiện tại đó thì cô là em cũng đang công tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Chuyên môn thì là về lĩnh vực kỹ thuật cơ khí của trường Đại học Lâm nghiệp. Hôm nay em cũng rất là vui và đang rất là run khi mà đứng trước các thầy cô và các bạn. Thì bà con thầy cô là cái tình hình hoạt động cũng như là một số cái hoạt động định hướng của hội khóa của Ban Liên lạc, thì theo em, theo tôi thì hiện nay chúng ta đang hoạt động rất tốt, Ban Liên lạc hiện nay đang thực hiện rất tốt, và hiện nay theo cái quan sát thì chúng ta cũng là khóa đầu tiên chúng ta hội khóa được trong 26 năm gặp lại được nhau. Các công tác chuẩn bị các thầy cô cũng thấy và các bạn cũng thấy, công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất tới cái vấn đề liên quan tới văn hóa văn nghệ, các công tác đều rất là tuyệt vời. Thì có lẽ là để mà định hướng cho các hoạt động sau này thì chúng ta cứ duy trì phát huy và thêm một vài cái vấn đề nữa liên quan tới đoàn kết và tinh thần tự giác của từng cá nhân thì hoạt động sẽ rất là tốt. Kính thưa quý thầy cô và các bạn, có thêm một vài cái ý mang tính chất là vừa là tâm sự cũng như là góp ý cùng với các bạn trong lớp để chúng ta có những hoạt động tốt hơn. Thì tất cả đối với từng cái câu lạc bộ, hội, đội nhóm vân vân thì khi mà thành lập ra chúng ta đều phải có những cái mục tiêu và cái tôn chỉ hoạt động, và khi có mục tiêu tôn chỉ hoạt động thì chúng ta xây dựng ra những cái quy chế, quy định hoạt động cho cái tổ đội nhóm nó sẽ tốt hơn. Và hiện tại báo cáo thêm với các bạn thì trong Ban Liên lạc cũng đã có những cái quy định, những cái nội quy thì cụ thể như thế nào thì báo cáo của các bạn là chúng ta sẽ có những buổi sinh hoạt riêng và sẽ trình bày riêng. Nhưng ở đây xin phép thầy cô và các bạn, tôi xin có một vài cái góp ý mang tính chất là cái từ khóa trong cái việc mà xây dựng cái mục tiêu cũng như là cái tôn chỉ hoạt động của khóa. Thì theo tôi, chúng ta bám vào mấy cái từ khóa. Cái từ khóa thứ nhất đó là tri ân, từ khóa thứ hai là hoài niệm, từ khóa thứ ba tức là đoàn kết, và từ khóa thứ tư đó là nêu gương. Thì ở đây tri ân là chúng ta luôn luôn ghi nhớ về công ơn thầy cô, chúng ta luôn luôn nhớ về mái trường, chúng ta luôn luôn nhớ về những cái tình cảm của thầy cô các thế hệ đã dành cho chúng ta, và hy vọng trong Ban Liên lạc chúng ta sẽ có nhiều thông tin của các thầy cô, quan tâm đến tình hình sức khỏe, quan tâm tình hình sinh hoạt của các thầy cô. Và như hôm nay chúng ta làm rất tốt, đã kính mời các thầy cô, và các thầy cô cũng dành tình cảm rất tốt cho chúng ta. Thầy cô về tương đối đầy đủ, chỉ vắng có một tấm gương, cái này chúng ta, tôi nghĩ là cái công tác tri ân chúng ta làm rất tốt. Cái vấn đề thứ hai cũng muốn là một cái từ khóa liên quan tới chúng ta đó là hoài niệm. Có hoài niệm thì chúng ta mới có quay về đây, ở đây lưu giữ rất nhiều tình cảm, rất nhiều những cái liên quan tới cái tuổi học trò của chúng ta, mà thậm chí có những cái câu chuyện nó cũng vừa là vui vừa là đùa thôi. Ngày xưa cái tuổi mà cấp 2 cũng bắt đầu có những cái sự gọi là chúng ta gọi là tuổi dậy thì đến như cô cái xưa là cô Hiền dậy địa, cô còn bảo là chúng mày toàn là tình yêu cóc nhái, toàn tình yêu cóc nhái đúng không? Nhưng đó là những cái tình cảm, đó là những cái kỷ niệm, và đó là những cái hoài niệm mà chúng ta có nhớ được thì mới quay về đây. Và liên quan đến từ đoàn kết, và các thưa các bạn là chúng ta sinh hoạt trong một cái hội nhóm thì chúng ta cái đoàn kết đây tôi cũng muốn nó mang cái hàm ý rộng hơn một chút. Ngoài cái việc là chúng ta có những buổi liên hoan, có những cái buổi đi phải đi tiếp tích vân vân, nhưng đoàn kết đây tôi muốn là chúng ta quan tâm tới từng cá nhân trong tập thể, quan tâm tới cuộc sống của nhau, kể cả những người có mặt ở đây hôm nay hoặc những người không có mặt ở đây. Chỉ cần là những người đã cùng học cùng khóa chúng ta, cố gắng chúng ta tìm kiếm, lôi kéo và vận động các bạn tham gia để tăng cái tình đoàn kết.
một cái từ khóa nữa cũng muốn trao đổi và muốn tâm sự, đó là về liên quan đến nêu gương. Và có thứ của các bạn là chúng ta sinh hoạt trong một cái tập thể như thế này, làm được như này rất tốt, và chúng ta có quyền tự hào, chúng ta có quyền nói cho những khóa sau, cho con cái chúng ta rằng, trên sức phép mà nói hơi thơm một tí, đó là chúng ta mấy chục năm rồi mà vẫn còn sinh hoạt được với nhau như thế này, thì các em, các khóa sau, các con cháu của mình nhìn vào đó, nhìn vào đó để hướng về nhà trường, hướng về các thầy cô giáo và hướng về tình cảm bạn bè. Thì em nghĩ đó là những cái mà chúng ta duy trì và phát huy được thì bốn cái từ khóa đó là chúng ta sẽ làm rất tốt trong công tác hội đội nhóm của chúng ta. Ở đây báo cáo thầy cô và các bạn cũng có thêm một cái ý này, nó chỉ mang tính chất là vừa là gợi mở nêu ra thôi. Đó là cái vấn đề liên quan đến công tác thiện nguyện. Báo cáo thầy cô là công tác thiện nguyện nó như nào? Chúng ta nên hội ý với nhau làm thế nào đó để gây ra một cái quỹ, hoặc nhà trường mà có cái quỹ gọi quỹ khuyến học chẳng hạn thì chúng ta cũng nên tham gia vào đó một chút hàng năm. Tôi ví dụ như chúng tôi cũng đã làm những cái công việc này đối với sinh viên đại học và đối với những cái học sinh ở vùng sâu vùng xa. Và chúng ta bây giờ chúng ta lên thị trấn rồi, tuy nhiên ở đâu đó trong nhà trường, ở đâu đó có những học sinh vẫn còn có những hoàn cảnh khó khăn bất thường bị ở đó, và một những khi đói thì mọi người có thế lo. Nếu như chúng ta quan tâm lúc này thì đó là cái tình cảm, cái hoạt động rất có ý nghĩa. Tôi lấy ví dụ như là có thể chúng ta cho học bổng một lần, tức là một năm chúng ta có thể dành lên 1-2-3 suất học bổng về liên hệ với nhà trường để chúng ta thẳng tặng, mang cái ý nghĩa là ở một khóa này về tăng ở tham bổng. Đấy là cách một lần. Còn có thể là chúng ta hoạt động theo cái mô hình cặp lá yêu thương thôi. Tức là có thể là chúng ta sẽ dìu dắt một vài em và cháu, một vài em và cháu một tháng chỉ cần 1-200 nghìn cho 1-2 cháu, một vài cháu, còn số lượng còn tùy vào nhiều đại gia, tùy vào lời túi tiền căng ở dưới kia. Thế nên ta có thể là hàng năm bảo trợ từ lúc em vào học đến em ra trường. Thì đó là cái hoạt động cũng là vừa mang tính chất thiện nguyện nhưng nó có ý nghĩa nhân văn rất cao. Bên cái đề xướng chúng ta cũng hiểu là quan tâm cho nó là hội ý với nhau để thực hiện những cái đó. Đó là một số cái tâm sự, tâm tư của có cá nhân thôi, cá nhân em, cá nhân tôi muốn nêu gọi thế đây. Cuối cùng thì cũng xin cảm ơn, xin tri ân, cảm ơn các thầy cô đã dành những cái tình cảm, những cái rất là tuyệt vời về dự với chúng em như thế này, là em rất là cảm động. Buổi sáng thì làm tiếp khách thì rưng nước mắt, và có thể cô là cũng may là cũng là dạo này tinh thần cũng vững, không phải bị rơi nước mắt. Thứ hai là rất cảm ơn tất cả các bạn, mặc dù mỗi trường cũng không được, mỗi người ở nơi xa, chúng ta đã về đây với nhau, dành cái tình cảm với nhau, và còn nữa, còn mãi sau buổi meeting chúng ta sẽ gặp nhau trên một số cái chiến tuyến khác nữa, năm nay, năm sau và nhiều năm sau nữa. Cuối cùng xin cảm ơn các thầy cô và các bạn. Và cụ thể của bạn Trần Văn Tùng và các thành viên trong ban liên lạc lâm thời, đặc biệt ban liên lạc đã hứa sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa, ngày càng thắt chặt mối liên hệ giữa các thầy cô giáo và các bạn của học sinh liên khóa 1992-1996. Xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ, chúng ta hãy nổ cho một tràng pháo tay thật lớn ạ. Cảm ơn thầy giáo Trần Văn Tùng ạ. Vâng, giảng viên của Đại học Lâm nghiệp. Vâng, bạn đại diện cho ban liên lạc của chúng ta. Kính thưa quý thầy giáo, cô giáo và thưa toàn thể các bạn, về dự với buổi lễ ngày hôm nay trong không khí rưng rưng xúc động, có rất nhiều điều muốn được chia sẻ từ các quý thầy cô cũng như những tâm tư tình cảm của các bạn học sinh chúng ta sẽ được lần lượt chia sẻ trong buổi ngày hôm nay và liên tục chương trình. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời cô giáo Phạm Thị Liên, nguyên là hiệu trưởng nhà trường, giáo viên dạy bộ môn văn liên khóa của chúng ta sẽ lên chia sẻ những tình cảm xúc động của cô trong buổi lễ này. Xin trân trọng kính mời cô ạ. Đồng nghiệp và các em học sinh yêu quý của tôi, lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe và gửi tới tất cả các bạn và các em lời yêu thương nhất. Thưa các bạn đồng nghiệp và các em học sinh,
tôi đang rất xúc động, tôi đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì tôi chọn đúng nghề, nghề chồng người. Thứ hai, hạnh phúc vì tôi được các em đón tiếp. Sau bao nhiêu năm rồi, tôi cũng đã dự rất nhiều khóa học sinh, nhưng khóa này tôi thấy hạnh phúc nhất. Bởi vì các em có bốn cái tiên, cái điểm nhấn ấy, cái tiên chỉ mà chúng tôi thấy vô cùng xúc động. Ngoài cái đạo đức của các em thì các em nhấn mạnh rất rõ cái tri ân. Và cái cuối cùng bạn gợi ý được đó là cái thiện nguyện. Tôi 10 năm làm công tác hiệu trưởng, tôi cũng tích cực làm công tác thiện nguyện. Và bây giờ về địa phương tôi cũng là trong ban khuyến học, tôi rất tâm đắc ý này. Nhưng tôi vô cùng là xúc động. Tôi tâm sự với thầy Kỳ, các em có biết là thầy giáo Kỳ năm nay bao nhiêu tuổi không? Thầy 81 tuổi rồi đấy. Các em cho thầy Kỳ một tràng pháo tay. Thầy vẫn trẻ, vẫn khỏe. Đó là có tình cảm của các em dành cho thầy Kỳ. Thầy Kỳ đã từng dạy ở trường này. Và tôi đã từng nói với những giáo viên về trường này là gì? Cứ đến phi mô sẽ đẹp ra. Trai thì có vợ, gái thì lấy được chồng. Đúng là như vậy. Bây giờ nhìn thầy cô nào về đây cũng như thế. Đây là đất lành. Những cái tòa nhà như này là ước mơ của tôi khi tôi làm hiệu trưởng. Thì tôi có nói với đồng chí hiệu trưởng mới là cô cho mình thần giao cách cảm thế nào ấy. Bây giờ nó cứ hiện lên. Thầy ngày xưa nghèo lắm. Tôi nhớ là có những cô, xin lỗi không có mặt ở đây, khi lên bục giảng xách cái quần cua rơm đất, đi ngang đường là phải giận thế này để ra con cua để chiều về làm bữa canh. Khổ lắm các em ạ. Các em học sinh đi học đừng xách trong cái túi cán con cò. Đúng không? Đúng rồi ạ. Bạn nào mà ngông hơn một tí thì treo nó vào cái cây sắn. Tôi nhớ lắm. Cúm năm, cúm ba kia sáng không được ăn cái gì đâu. Các thầy cô đến, tức là đứng dậy tuổi mông gái là em chào cô. Tôi không bao giờ quên được. Ở đây cũng có một đối tượng trẻ nhất là cô giáo như là học trò của tôi, đó là cô Trần Tiểu Hoàng. Một trong những người là tôi đã từng lấy roi vụt vào mông vì là cái hàng cây này là cái nhóm lấy chồng. Sau đó là chào lên nghịch. Nhưng nếu không có những việc thì không bao giờ có hàng cây. Tôi có thể tự hào rằng rất nhiều trường người ta có thể đẹp nhưng không đẹp và mát mà không khí trong này như trường của chúng ta. Tôi dám tự hào như vậy. Thế và cũng như là lời vàng ngọc thầy Nguyễn Xuân Tác đã tâm sự rồi, tôi có nhắc lại nữa. Tôi chỉ muốn tâm sự cái tình cảm mà về cá nhân đối với các em, đối với các bạn đồng nghiệp. Khi tôi đến với các em trong khóa 1992-1996 thì tôi không còn làm khổ tranh nữa mà dạy môn văn. Thế nhưng mà cái bệnh nghề nghiệp thế nào ấy là cái tổng phụ trách nó cứ ở trong mình. Cho nên là làm vừa dạy văn nhưng mà kiêm cả tổng phụ trách. Và tôi nhớ có một cái khóa, một em học sinh là em Phương, con nhà cấp ở dưới tên này kìa. Tôi vận động các bạn là ngày Tết được hơn 30 bò gạo. Vì tôi đến nhà tôi thăm thôi chứ còn mấy củ khoai tôi nhà rất nghèo. Bạn nào có gạo cô nhận gạo, bà nào có tiền tôi nhận tiền. Gia đình nhà tôi là tặng nhà bạn một cái củ lợn để ăn Tết. Còn tôi về tôi còn bị thầy Vũ phê bình vì cái tội là ai cho cô đi làm như thế, ai cũng làm được chứ cô à. Và không, bây giờ hẳn cứ biết một người làm được thì nhiều người khác cũng làm được. Tôi muốn làm từ thiện từ những năm đấy cơ. Không phải là bình thường mà ai cũng có thể là nghĩ rằng là phải làm cái việc gì thật to tát. Không cần đâu, một tí đạo thế thôi. Bởi vì là sao ạ? Con người ta sống, nếu như loại bỏ cái vật chất đi thì chúng ta phải sống bằng tình. Chúng ta hít thở cũng bằng tình, chúng ta trưởng thành cũng bằng cái tình. Tôi rất tâm đắc cái tôn chỉ mà trong cái khóa của chúng ta hoạt động. Bài phát biểu của một em đại diện cho ban liên lạc, chúng tôi rất tự hào. Em ấy quá trưởng thành, quá chững chạc phải các em. Một tràng pháo tay cho bạn. Bạn phát biểu tâm đắc, trưởng thành, trí tuệ và từ quan tâm.
cơ bản nhất là từ văn kinh. Nó đồng điệu với chúng tôi, các thầy cô ở dưới này rất là tâm đắc cái bài phát biểu của. Và tôi mong rằng những khóa khác làm thế nào biết được cái nhịp thở của khóa này để chúng ta cũng làm được. Và làm thế nào các em lan tỏa tới các khóa khác, đặc biệt nhất là lan tỏa tới các con của mình, để sau này, đấy, ngày xưa bố mẹ chúng ta tổ chức được cái này, bây giờ chúng mình phải hơn một tí, chúng mình hơn các bố mẹ, bây giờ chúng mình phải hơn một tí. Cũng mong rằng những cái thời gian đó chúng tôi chống dậy đến để dự và có thể ăn súp cũng được. Rất mong như vậy. Viện xin được gửi lời cảm ơn tới ban giám hiệu nhà trường, đặc biệt Công Hòa đang là hiệu trưởng của nhà trường, đã dành một cái không gian, một cái thời gian rất là quý báu để các em và các cô có một buổi gặp mặt ý nghĩa như thế này. Nói bao nhiêu cũng không đủ, nhưng tôi cũng vẫn phải dừng lại để nhường lời cho mình hát. Và lần nữa, cảm ơn xin chân thành cảm ơn. Lắng hoa tươi thắm từ quý thầy cô ạ. Vâng, đây như hội trường chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật giòn giã đây ạ. Thế giờ để chụp ảnh. Cho xem hai MC ké vào được ạ. Vâng, gọi em đứng vào đây. Vâng ạ, chúng ta nổ một tràng pháo tay đây ạ. Cảm ơn quý thầy cô ạ. Xin được chân thành cảm ơn bài phát biểu của cô về tình cảm trân trọng của cô đối với ngành, với đồng nghiệp, với cựu học sinh khóa 1992-1996. Chúng em xin tiếp thu những lời cô đã dặn và xin hứa sẽ cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà, tiếp tục làm tốt những công việc mà thế hệ cha ông đã đặt viên gạch xây móng đầu tiên cho ngành giáo dục. Xin trân trọng cảm ơn cô. Vâng ạ, nối tiếp mạch cảm xúc mà cô Liên đưa ra, sau đây em xin được trân trọng giới thiệu và kính mời cô giáo Hoàng Thị Hiền, giáo viên dạy địa, cũng lên chia sẻ những tình cảm nồng ấm của mình đối với cựu học sinh khóa 1992-1996 chúng em cùng các thầy cô. Xin trân trọng kính mời cô Hiền ạ. Tôi xin có lời chào tới tất cả các đồng nghiệp cùng tất cả các học trò yêu quý. Tôi thì không phải là giáo viên dạy văn, nguyên là giáo viên dạy địa. Cũng về trường quy mô công tác thì nói với các em thì đây thì chắc là hồi các con rất nhỏ, từ những năm 81-82 thôi. Và đến năm 97 thì 1997 thì tôi rời trường quy mô về Hà Nội công tác với lý do sum họp gia đình. Cho nên là cũng là gắn bó với mái trường của chúng ta là 16 năm. Trong 16 năm đấy, thì cái thời đó chắc các em cũng chưa biết, mà chúng ta cũng còn rất là nhỏ mà chưa được các thế hệ trước nói lại. Thì cô cũng làm phó hiệu trưởng từ cái năm 81 và đến năm 91. Khi cách trường thì tác về tiếp thu. Và suốt 16 năm ở đây thì 15 năm qua làm chủ tịch công đoàn trường. Đấy, một bề dày rất là gắn bó với trường quy mô chúng ta. Cũng là người con của quy mô, sinh ra lớn lên ở quy mô. Khi mà nhận được cái lời mời của em Lân, cô có rất nhiều cảm xúc. Thật sự ra là rất là xúc động mà khó nói lên lời. Cho nên là hôm qua mới hỏi em Lân là hôm nay chương trình như thế nào, các thầy cô có giúp đỡ gì hoặc là có cần phải đóng góp hoặc là giúp đỡ các em gì không? Thì bạn Lân bảo cô chỉ cần có sức khỏe mà về mà chúng em được là chúng em hạnh phúc rồi. Điều đó làm cô càng thêm hạnh phúc. Với cái mạch cảm xúc dâng trào thì cô vội làm mấy vần thơ. Gọi là vần thơ nhưng gọi là mấy dòng cảm xúc. Bởi vì là thầy Tác đã đứng lên thay mặt các thầy các cô để ôn nghèo kẻ khổ rồi. Cô Liên thì lại mắc bệnh, lại giáo huấn chúng ta cũng chắp cánh ước mơ rồi, là giáo huấn chúng ta quá nhiều rồi. Cô thì chỉ có vài dòng cảm xúc chân thành, đúng từ đáy lòng, nghĩ về các trò, nghĩ về quê hương. Cô đề là cảm xúc tháng năm. Tháng năm, tháng của hoa phượng nở. Tháng học trò sao xuyến, nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa.
nhớ thầy cô bao ngày gắn bó, phấn trắng bảng đen những bài học khó, thật nao lòng từng ký ức thời gian. Bà giáo già tay đã run, mắt đã mờ chân chậm, vẫn bồi hồi ký ức tháng năm. 26 năm qua đi có hẹn ngày gặp lại, quay trở về nơi chốn yêu thương, nơi gửi cả thanh xuân với bụi phấn mái trường, là những tháng năm cùng bạn bè vượt bao gian khó, vẫn một lòng bám lớp bám trường xa, rót mật yêu thương qua từng trang sách nhỏ, lớp lớp học trò lớn lên từ đó, khắp nẻo đường tung cánh bay xa. Đến hôm nay tháng của hoa phượng nở, gặp lại trò yêu cùng bạn cũ trường xưa, đường xa hóa gần thêm vui thêm khỏe lạ, thêm yêu đời bởi qua lớp trò yêu. Cô xin gửi lời tình cảm này với tất cả các trò. Xin được trân trọng cảm ơn cô Hoàng Thị Hiền. Thực ra chúng ta thấy cảm thấy rất là xúc động bồi hồi khi được đón cô về dự buổi lễ gặp mặt ngày hôm nay với những tình cảm trân trọng nhất. Chúng em không biết nói gì hơn, xin được gửi tới cô và toàn thể gia đình lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Những tình cảm của cô hôm nay đã gợi lại cho chúng em biết bao những hồi ức, những ký ức tươi đẹp. 15 năm cô công tác, làm công tác chủ tịch công đoàn, cô đã rất là gắn bó và đã thấu hiểu được lòng người, thấu hiểu được tất cả chúng ta. Và một bài thơ rất là hay và hôm nay là một món quà quý báu, là một món quà rất giá trị để tặng chúng ta. Vậy đề nghị chúng ta hãy nhiệt liệt chào mừng bằng một tràng pháo tay với bài thơ rất hay của cô Hoàng Thị Hiền ạ. Xin được trân trọng cảm ơn cô. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa các bạn học sinh thân mến, thời gian có vẻ như trôi nhanh quá. Mới hôm nào tất cả chúng ta còn là những cô cậu học trò hồn nhiên vô tư, vừa học vừa chơi, vừa hát hò, bao nhiêu là trò nghịch ngợm. Vậy mà hôm nay chúng ta gặp nhau đây, đôi khi phải thoáng một chút ngập ngừng mới nhận ra nhau. Thời gian đã đưa tuổi đôi mươi trở về với quá khứ, mang đến cho chúng ta tuổi trung niên cứng cáp và dày dặn hơn nhiều. Nhưng thời gian không thể làm mờ đi những kỷ niệm của tuổi học trò sôi nổi, vô tư và hồn nhiên. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng giới thiệu bạn Lê Thu Ngà, đại diện cho cựu học sinh khóa 9296, lên bày tỏ những cảm xúc lắng đọng nhất của khóa học sinh chúng ta, tri ân tới các thầy cô. Xin trân trọng kính mời bạn. Thưa quý thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn cựu học sinh liên khóa 9296, hôm nay tôi rất vinh dự và hạnh phúc được thay mặt cho toàn thể các bạn học sinh đồng khóa 1992-1996 bày tỏ cảm xúc lời tri ân với thầy cô và mái trường Trung học cơ sở Phi Mô nhân dịp về thăm trường. Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn lời kính chúc sức khỏe, thành đạt trong sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn, 26 năm đã qua, ngày hôm nay chúng ta trở lại đây để gặp gỡ, để tri ân các thầy cô, để ôn lại những kỷ niệm của tuổi học trò, để thắt chặt tình bằng hữu, để nối vòng tay lớn, để quan tâm sẻ chia nhiều hơn, và đặc biệt để tỏa lỗ yêu thương khao khát bạn cũ trường xưa. Thật ý nghĩa và thiêng liêng, tôi tin rằng những hình ảnh, những tình cảm của chúng ta nhận được ngày hôm nay sẽ là một dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời mỗi chúng ta. Tôi đang thấy được sự hân hoan của các bạn ngồi đây, sự xúc động đang dâng trào trong lòng mọi người, ngắm ngôi trường mới, lòng đầy tự hào. Nhưng có lẽ hình ảnh in đậm trong mỗi chúng ta không phải là ngôi trường khang trang bề thế này, mà là dãy nhà cấp 4 phủ bóng rêu phong, những bóng cây xà cừ phủ bóng xuống cửa lớp. Những ký ức của những tháng năm ấy lại ùa về, khiến lòng ta bồi hồi xao xuyến, da diết nhớ thương những kỷ niệm năm nào. Nhớ biết bao những gương mặt ngây thơ ngơ ngác, ngập ngừng trước cửa lớp, bén lén thẹn thùng khi được gọi tên. Còn chia bè, nam nữ chẳng dám chơi cùng. Rồi thời gian cho ta bên nhau, chúng ta được gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và trở thành thân thiết, gắn bó, thương mến nhau cho đến tận bây giờ. Nhớ biết bao cái thuở hàng ghi đấy, những chiếc xe đạp cũ lóc cóc, lạch cạch vẫn hàng ngày rong ruổi trên con đường đến trường. Nhớ những buổi lao động, vệ sinh trường lớp xong,
lại ùa về nhà cô Lập đi giữ khoai, rồi luộc cả lời 60 cô trò díu dít. 92-96 ngày ấy đã tỏa đi muôn phương đến mọi miền tổ quốc để học tập, lao động ở nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề. Đến hôm nay đã có những người thành danh, thành đạt, có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, mang lại niềm tự hào cho gia đình, cho quê hương chúng ta. Bên cạnh đó cũng còn nhiều người nhọc nhằn cho cuộc sống mưu sinh, nhưng dù bạn là ai, chúng ta vẫn luôn là bạn của nhau. Chúng ta thực sự tự hào chúc mừng các bạn thành công trong cuộc sống, đồng thời cảm thông, sẻ chia với những bạn kém may mắn. Cầu mong tất cả mọi người mạnh khỏe, an lành, có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Kính thưa các thầy cô giáo, trong suốt 26 năm qua, kể từ khi rời ghế nhà trường đến nay, tập thể chúng em vẫn giữ tới quan hệ đoàn kết gắn bó. Các lớp chúng em vẫn gặp mặt, vẫn quan tâm, thăm hỏi, chia sẻ buồn vui cùng nhau. Ngày hôm nay chúng em có mặt tại đây để mở rộng vòng tay, thắt chặt hơn nữa tình bạn, kết nối yêu thương để quan tâm, gắn bó, tương trợ, giúp đỡ nhau nhiều hơn trong cuộc sống. Và điều quan trọng hơn cả là chúng em được gặp lại thầy cô tại mái trường thân yêu này. 26 năm đã xa rồi mà sao nay vẫn bồi hồi trong con. Chữ thầy vốn chẳng vàng son, mở rộng con, sáng trắng con mỗi ngày. Hôm nay trở về đây gặp lại các thầy cô, ngoái đầu cũng cả hồ xương, những bước chân không còn nhanh nhẹn, những gánh mắt chẳng còn tinh anh, nhưng vẫn tràn trề trình nén thương yêu. Chúng em vô cùng xúc động, bao lăng quan. Các thầy cô cũng luôn sát cánh bên chúng em, vui với niềm vui của chúng em, buồn với những buồn của chúng em. Thầy cô cũng luôn là người dẫn đường chỉ lối cho chúng em trên con đường phát triển trưởng thành. Chúng em thật may mắn tự hào là học trò của các thầy cô, được là học sinh của mái trường giàu truyền thống quê mình. Chúng em vui mừng trước sự đổi thay phát triển mạnh mẽ nhanh chóng của nhà trường, với cơ sở vật chất khang trang, luôn là trường chuẩn quốc gia và có nhiều thành tích nổi bật. Với đội ngũ giáo viên trẻ trung, năng động, nhiệt huyết và phần lớn các bạn đều là thế hệ học trò đã đi qua từ mái trường này, để rồi trở về tiếp bước thầy cô tiếp tục sự nghiệp trồng người vĩ đại. Chúng em chúc mừng và cảm ơn thầy cô đã lựa chọn nghề dạy học, nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề mà không trồng hoa trên đất nhưng lại nở cho đời những đóa hoa tươi. Xã hội tôn vinh gọi tiếng thầy công sư trọng đạo từ xưa nay, tâm trong trí sáng tình sâu nặng, giả ẩm lòng ngay đưa cả giày. Công ơn giáo dục của thầy cô với học trò bao la như trời biển, rồi có nói bao lời cũng chẳng thể lấy cả cho được. Đời con chính trực bởi công thầy, hướng dạy bao ngày lẽ phải ngay, đạo lý ngàn năm nào dễ đổi, ân tình trọn kiếp chẳng hề thay. Dù cho phải biệt thời gian ấy, dẫu có rời xa kỷ niệm này, nghĩa nặng khi lòng luôn cảm mến, chân thành kính trọng mãi ơn thầy. Chúng em xin được bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đến toàn thể các thầy cô giáo đã dạy dỗ, dìu dắt chúng em trong suốt chặng đường đã qua, đến thế hệ các nhà giáo của mái trường Phi Mô. Xin được gọi mái trường là điểm tựa, lớp cánh chim non bay bỏ truyền cành. Xin được gọi thầy cô là cha mẹ. Kính thưa các thầy cô, hôm nay về đây chúng em kính chúc thầy cô sức khỏe, kính chúc thầy cô đang còn đang công tác đạt được nhiều thành tích cao trong giảng dạy. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy cô, người cha, người mẹ thứ hai của chúng em. Kính thưa thầy cô và các bạn, ủng hộ rồi sẽ phải chia đi, dù chia tay dù những người có nguồn tâm sức khỏe của riêng mình, nhưng chúng ta vẫn luôn mãi mãi là anh em thân thiết được trưởng thành từ một mái trường. Theo dõi giúp đỡ chia sẻ cùng nhau để chúng ta đã đều được uống chung dòng suối thương yêu từ thầy cô, luôn được che chở và bóng mát yêu thương của môi trường mình tự nhiên từ sống và tập. Cùng chúng ta cùng nhau bài phát biểu của bạn đã kết thúc. Sau chúng ta vẫn cảm thấy lặng người, dường như những cảm xúc, những ký ức, những hoài niệm bên thầy cô bạn bè lại một lần nữa ùa về như một con thuyền trôi hoài không bến đỗ. Xin được cảm ơn bạn với những trải lòng đầy cảm xúc. Xin kính mời quý thầy cô và các bạn
hãy dành ít phút hướng lên màn hình, chúng ta hãy xem lại những hình ảnh thân quen của thầy cô và các bạn năm xưa. Xin mời quý thầy cô và các bạn, chúng ta cùng gặp lại hình ảnh của 26 năm về trước, hình ảnh các thầy cô và hình ảnh tuổi học trò tinh nghịch của chúng ta sẽ hiện ra trên màn hình. Từ 26 năm về trước cùng một số hoạt động mà ban liên lạc đang cố gắng sưu tầm lại những cái bức ảnh mà chúng ta còn lưu giữ được, có cả hoạt động văn nghệ, có cả hoạt động vui chơi và có một số hình ảnh là có cái buổi họp khóa mà chúng em chưa gặp mặt các thầy cô tại nhà trường được. Thì đấy là những cái nền tảng để chúng ta có được buổi gặp mặt ngày hôm nay. Một lần nữa mời chúng ta cùng một tràng pháo tay nhiệt liệt để cho cái ngày hội khóa ngày hôm nay ạ. Kính thưa thầy giáo, cô giáo và thưa toàn thể các bạn, để lưu lại kỷ niệm 26 năm ngày gặp mặt hôm nay, khóa học sinh 1992-96 chúng em có một món quà lưu niệm ý nghĩa xin được gửi đến quý thầy cô. Sau đây xin trân trọng mời tất cả quý thầy cô chúng ta sẽ cùng lên sân khấu để chúng em được trịnh trọng trao món quà lưu niệm này ạ. Xin mời tất cả thầy cô cùng lên sân khấu ạ. Rất là đặc biệt đối với hội khóa 1992-1996 của chúng em, và chúng em rất được trân trọng được sự tin yêu, dìu dắt, giúp đỡ của thầy cô. Và đặc biệt hôm nay sự có mặt của thầy cô là niềm vui, niềm vinh hạnh và hạnh phúc nhất của hội khóa chúng em. Và đây là một món quà rất là nhỏ thôi nhưng tràn đầy những cái tình cảm thân thương nhất gửi tới các thầy cô nhân buổi họp khóa. Và đặc biệt hôm nay có sự có mặt của thầy Kỳ, thầy cao tuổi nhất
trong hôm nay đã dành hết thời gian, công việc để đến với chúng em. Chúng em rất là trân trọng. Và thầy Tác, tuy rằng sức khỏe rất là... Bây giờ thầy có tuổi rồi, sức khỏe không thể như ngày xưa được, nhưng mà thầy cũng rất là cố gắng hết mình. Thầy bảo thầy phải giữ sức khỏe để hôm nay đến gặp các em. Một lần nữa, chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón các thầy cô giáo ngày hôm nay. Vâng ạ, mời các bạn đại diện cho ban liên lạc chúng ta sẽ đứng cùng với các thầy cô ạ, đứng vào bên cạnh và đứng vào sau ạ. Ta đứng sát ạ. Nhờ các bạn lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời này ạ, 26 năm chúng ta đã làm được, đó là tri ân tới các thầy cô. Đề nghị chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn ạ. Đây là những giây phút đẹp nhất, những giây phút thiêng liêng và cao cả nhất. Thầy cô hãy lắng lại, chủ yếu là bức ảnh kỷ niệm với chúng em. Chúng em muốn lưu lại không chỉ là những bức ảnh mà còn cả những thước phim video. Vậy chúng em sẽ đưa lên YouTube là em sẽ lưu lại những hình ảnh thân thuộc của thầy cô và các bạn học sinh ạ. Đề nghị chúng ta nở nụ cười thật tươi ạ, nụ cười luôn hé sơn môi. Về lại trường xưa với bao kỷ niệm, bóng dáng của thầy vẫn vương không rời. Một thời tuổi thơ trôi theo cánh phượng, lời thầy cô vọng mãi. Con nhớ cô thầy dìu dắt con nên người, nâng con bay khắp phương trời. Bây giờ con về ngôi trường xưa giờ già hơn trước, con tìm cố thầy sau bao nhiêu năm tóc đã bạc phơ. Con về thăm lại ôi sân trường xưa một thời mơ ước, cố thầy đâu rồi nghe trong tim con vang tiếng cố thầy. Trường xưa với bao kỷ niệm, bóng dáng của thầy vẫn vương không rời. Một thời tuổi thơ trôi theo cánh phượng, lời thầy cô vọng mãi. Con nhớ cô thầy dìu dắt con nên người, nâng con bay khắp phương trời. Mong rằng hàng năm cái tổ chức tiếp tục như thế này. Phấn đấu mỗi năm một lần thôi. Có hai lần cứ thầy đi vất vả. Không biết nói gì hơn, xin được cảm ơn sự hiện diện của cô đã làm nên ngày của chúng em. Em chúc sức khỏe cô bao nhiêu năm nay rồi, gần 30 năm nay rồi. Rất hy vọng là sự hiện diện của em có được thành công. Em hứa sẽ có một ngày nếu không thì sẽ liên lạc cho cô ngay. Và chúng em vẫn nghĩ là cô bây giờ là rất là tốt, rất là khỏe, khỏe bên mọi mặt. Không phải là mình thôi. Chúng ta sẽ rất là quan tâm đến.
mọi miền sau về đây tập hợp đấy, tập hợp cùng nhau và tự nhiên phối hợp với nhau thôi. Khi mà lên hát thì cô nhau không hỏi đâu. Thì
sức khỏe cô cũng nhá. Vâng. Rồi giờ cũng đã lên có sáng này đi đâu. Vâng, mấy năm nay là nó chết cả chuyên nghiệp rồi. Vâng. Ngoài năm thôi nhỉ. Ừ. Mà chuyên này cũng chuyên nghiệp rồi. Nhưng mà thích cô ạ, trường Sơn Đông Đồng Tây Nguyên là đồng bằng là gì? Cái ngày xưa cái thuận lợi của Việt Nam mình là bản đồ sông ngòi chẳng chịt, đấy là thuận lợi gì? Đây là sông ngòi chẳng chịt phải xây nhiều cầu. Lợi thế là gì? Yếu thế. Em vẫn nhớ, vẫn nhớ những cái câu vô giảng. Không có xe, tuyệt vời quá. Nhà cà phê mộc. Nhà mười. Bao nhiêu năm bây giờ về nó cũng gọi ra. Mọi cái nó quay lại. Đấy. Các bạn ơi, chương trình thôi, bạn lấy một tập rồi, bạn lấy để cho tôi ngồi đấy. Đúng rồi, đi một tập đấy. Sáng nay năm giờ, đông rồi. Thôi cả bố mẹ đi hồi lâu, cả bố và mẹ đi rồi. Chị em đã bảo rồi, chương trình của em đây nó hơi quyết là không tuyên dương cái đôi này lên. Đặt nhẹ bàn chân, bước tới bên ngôi trường, bồi hồi giây phút, trái tim bỗng thắt lại. Nhìn sân trường xưa cũ, bao nhiêu là ký ức mãi trong tim không thể nào quên. Tiếng trống bóng dáng say quen thuộc, thầy cô và mơ ước chắp cánh bay xa vời. Chạm tay vào quá khứ, bao la ngàn ký ức, cất tiếng hát trong tim, vang vọng trong tim. Dòng lưu bút vương mãi trong màu mắt anh, nhạc từng cánh phượng rơi rớt theo màn mưa. Và dù bao năm tháng rời xa nơi này, ngày gặp lại mãi khắc ghi hình bóng ngôi trường thân thương. Ngày hôm nay về đây vừa biết bao ký ức đồng đầy. Thăm, em biết trang lấy bút ngày xưa, từ lời thầy cô giảng sao bao năm đi ra còn nhớ. Lúc con xem về đây, còn thầy ký ức mộng mơ, nên cảm xúc đầu đời, nên một thầy ngẩn ngơ. Rồi mây đã chia xa, biết mấy sao còn còn gặp lại. Trên con đường tấp nập, đưa con đò chỉ thuyền bay xa. Tung tung tiếng trống bóng dáng sao quen thuộc, thầy cô và mơ ước chắp cánh bay xa vời. Chạm tay vào quá khứ, bao la mình ký ức. Tiếng hát trong tim vang vọng trong tim, từng dòng lưu bút vương mãi trong màu mắt anh, nhặt từng cánh phượng rơi rớt theo màn mưa. Và dù bao năm tháng rời xa nơi này, ngày gặp lại bóng ngôi trường thân thương. Từng dòng lưu bút vương mãi trong màu mắt anh, nhặt từng cánh phượng rơi rớt theo màn mưa. Và dù bao năm tháng rời xa nơi này, ngày gặp lại mãi khắc ghi hình bóng ngôi trường thân thương. Ngày gặp lại mãi khắc ghi hình bóng ngôi trường.